hóa thân thành những chân vật hoạt hình, nhân vật trong game và xách chiếc loa kéo lên một chiếc xe ba gác và đi khắp Sài Gòn xem thử phản ứng của những người dân ở Sài Gòn như thế nào nhé. Với chào người, mình Thuận Valo đang đến từ Motor.net và ngày hôm nay thì mình với anh Trần Văn Hùng đó, ca sĩ rất nổi tiếng ở phố Bùi Viện đây, và anh Bá Sơn Quý Bắp bên loa kéo Tiso đã đi với nhau, và mọi người hãy cùng tham quan video này nhé. Bắt đầu. Và dòng thư tay em cười trái ngày nào, giờ còn lại hướng vô em cười khi đã lời chào. Mà những người đi vội, mình làm gì đến vội, tại sao lại cách xa quan niệm như thế mà để lâu. Bên Mỹ cứ một sớm mai tâm thì, nhìn người mà ra đi anh chẳng biết có điều gì. Mà người sao đáng thương, nhìn nhau như cố hương, vì em mơ bốn phương, vì say nên vẫn vương. Em ơi vô tình trên tình hình gặp không mây, em xa nơi này để giặc lỡ ở bên đây. Bầu trời sẽ hát nhiều, nhìn về đây đón đây, ngoài trời thì có mây, chỉ còn là đá đắng cay. Đứng cha thương mẹ để đành lòng một quay lưng. Hai năm ba mình nhìn người cười mà rưng rưng, kia kia là pháo hoa, rộn ràng người đến xem, họ hâm mừng kết duyên, còn phần mình là hết duyên. Everybody put your hands up, so check! We'll be right back.
quan trọng nhất là lúc mà 1000 cô gái đang mong chờ khi mà chúng tôi bỏ cái bộ đồ này xuống thì xem file ai to hơn. Rồi bây giờ thì đã về tới tiệm của Hồng rồi, bây giờ là cái khúc quan trọng. Bây giờ thì sẽ bỏ cái tóc này xuống này, cũng như là bỏ những cái bộ giáp này xuống. Bây giờ thì chúng ta đến với nhân vật bên trái trước nha. Đây là Thuận rồi, đến từ bộ tóc chúng em. Bây giờ em cho mọi người xem tóc nha của trước đây. Có phải rằng ngừa đâu. Ok, xin chào người nha. Ok, Thuận có biệt danh là Teo Hẳn Không bên phải. Ok. Rồi, tiếp tục Spider-Man. Bây giờ thì Spider-Man sẽ cho mọi người thấy là anh ấy không những là tính tốt ok mà còn có khuôn mặt rất là gọi là biệt danh của Spider-Man là Gia Phòng Chim Đỏ. Rồi, đây là Sir Tickbook. Rồi, bây giờ đến Hùng. Ngày hôm nay thì Hùng có mời hai người em cùng nhau tham gia cuộc khách này đi đường cho nó vui. Tại vì nếu mà một mình lên xe thì nó sẽ không vui bằng là có thêm những người anh em như này kết hợp cùng. Rồi, bây giờ thì mình xin được phép là bỏ cái kính ra trước. Mày chết. Rồi, cái thực sự là mình mặc đồ rất là nóng. Đấy chưa, tóc của tôi màu xanh thế này mà hình như là không cần phải tắm nữa, mồ hôi nhễ nhại rồi. Đấy, mọi người thấy không? Nóng quá, nóng quá. Rồi, hôm nay ba anh em tôi rất là cảm ơn mọi người đã cùng nhau đồng hành và xem những video này. Mọi người nhớ xem xong video hãy comment cảm xúc cũng như là cái thử thách tiếp theo mọi người muốn để chúng tôi tham khảo tiếp theo và làm những video gửi đến mọi người nha. Và bây giờ thì Hùng, Sơn và Thuận xin gửi một lời chào đến tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Hãy ủng hộ nha. Thank you. Okay.